em chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng ngày hôm nay cũng đã là có một đợt bảo trì server đó, cũng đã cập nhật con tướng Artemisin, nâng phẩm tướng nè, và cũng như là chuỗi sự kiện tuần đặc biệt đấy, là chắc chắn là có event đồ các thứ, và cho anh em là những cái gói nạp vô cùng đặc sắc đấy. Rồi con Artemisin thì chắc ngày mai sẽ mở thôi, còn hôm nay chúng ta sẽ xoáy vào trong cái tính năng là tăng phẩm đấu sĩ phẩm sắc màu nha anh em. Rồi ok, đây là cái hình ảnh là ở trên group của KFM Star Winergame cũng đã post luôn đó. Thì chú ý anh em rằng đó là các bạn lưu ý khi mà nâng phẩm từ đỏ lên á, thì sau khi nâng thành công phải tẩy luyện luôn ngay lập tức mới có thể được max 0.5 năng lượng ban đầu, vì giao diện tẩy của mỗi lần nâng cấp chỉ hiện ra một lần duy nhất, đóng lại là không bao giờ tẩy được nữa. Như hình thì 0.02 sẽ mãi mãi nằm ở đó và không bao giờ thay đổi được nữa ạ. Thì cái ông cái gì ảnh từ bạn Nguyễn Minh Sĩ, trời ơi Sĩ ơi là Sĩ chán Sĩ ghê á. Nếu mà các bạn này đã coi được cái kênh của mình đã cảnh báo trước đó rồi thì bạn Sĩ này á thì không có bị như vậy đó anh em. Hôm nay mình sẽ cảnh báo cho anh em thêm một lần nữa đó. Rồi ok nha. Đây là con Kula đỏ cộng 1 đó. Thì cái thuộc tính ban đầu này là cái ô này hình như là sẽ làm tháo lắp được nha anh em. Tháo lắp được, liên kết võ hồn chưa kích hoạt. Lưu ý khi anh em đăng khi anh em up lên con Kula mà đỏ cộng 1 á, thì cái giao diện năng lượng ban đầu này nè, thì chúng ta phải là bấm là sẽ có nút reset. Đây nè. Đây. Đợt mình làm video cho anh em coi rồi mà chắc nhiều anh em là chưa có xem được á. Đây anh em, mỗi lần reset này anh em, chúng ta sẽ tốn 50 kim cương. Đó, 50 kim cương. Đây, khi mà lên phẩm đây anh em. Lên phẩm nha. Rồi, bấm lên phẩm luôn nè. Mở bự lên cho anh em dễ xem. Đấy, lên phẩm rồi nè, đó. Đây là cái giao diện khi mà chúng ta lên là phẩm tướng cộng 1, đỏ cộng 1. Thì trong cái giao diện này nó sẽ có một cái giao diện là reset cái năng lượng ban đầu để chúng ta mong muốn. Đó, bấm reset, mỗi lần reset là 500 kim cương. Đây, hàng này đã reset luôn nè anh em. Hy vọng là cái video này nhiều sẽ được nhiều bạn chia sẻ để nhiều anh em là không bị hớ ở trong cái ô này. Đấy, nó chỉ có là đứng ở trong cái ô này luôn. Không có anh em mà bấm là ok cái là coi như là nó mất luôn nha anh em. Là không có trở lại được đâu. Đấy, nên là anh em cố gắng gọi là sạc đầy pin. Đó, sạc đầy pin. Rồi wifi căng đét. Đó, để chúng ta là để chúng ta là không có bị mất giao diện này khi mà chúng ta là bấm là tái tạo anh em. Nó hơn thì nó sẽ lên được 0.40 mấy anh em ngưng được rồi, không có nhất thiết là phải mát pin đâu anh em. Mát pin 0.5 đâu nha. Đây, một lần reset đây. Đó, 500 kim cương. Thì cái video này thì họ đã reset là mình để mình nhớ coi. Hình như là 17.000 kim cương sao anh em? 17.000 kim cương. Chơi 15.000 kim cương. Đây, 0.15 anh em. Đó, anh em nói chung là anh em muốn tăng một dòng này thì anh em muốn là max binh á, thì anh em chịu khó để cho mình là 20.000 kim cương. 20.000 kim cương trở xuống nha anh em, tầm xem 20.000 kim cương á, để anh em là làm tái tạo lại. Đó, tái tạo lại để cho cái ô này nó nhảy ngẫu nhiên lên được 0.40 mấy. Đó là gọi là thành công rồi anh em. Anh em đây 0.202 rất là phí luôn nha anh em. Anh em mà nâng kiểu này rất là phí luôn đấy. Ông nào mà tắt luôn cái giao diện này phí lắm, nên là anh em chịu khó để cho mình là mười mấy ngàn, 20.000 kim cương để cho cái ống này nó nhảy lên cao nhất có thể. Đấy, lên được 0.22 đi kìa anh em. Đấy, nó ram đâm à. Ui, 0.31 nè. Đó, thấy chưa. Đấy, cảnh báo cho em một lần nữa nha, không có là không đủ kim cương thì đừng có nâng nha anh em. Còn anh em chơi vậy như là chơi cho vui hay là anh em không có cần năng lượng ban đầu thì thôi, anh em muốn làm sao anh em làm. 0.31 nè. Phải nãy 30 mấy ngàn kim cương, giờ còn có 17.000 kim cương rồi anh em. Đây, 0.48 đây. Đây là gọi là may mắn đó đó nha anh em. Bấm đồng ý luôn rồi nè. Đó. Trời ơi. Đó, đó là cái mà mình muốn gọi là chia sẻ cho anh em. Rồi ok. Thì tiếp theo nữa đó là cái con Kula này của bạn Sĩ. Thì bạn đã bấm là khi mà năng lượng ban đầu
0.02 thì bạn không có để ý. Đó, lần đầu tiên mà anh em. Xong rồi bạn bấm OK luôn. Rồi thế là ra là nâng con Kula tuy đỏ cộng 1 rồi, nhưng mà cái năng lượng ban đầu chỉ có 0.02 thôi. Cái quả này là bạn sĩ này á, là bạn inbox cho Vinagame để mà mắng vốn hỏi lại cái vụ là năng lượng ban đầu này. Vinagame lấy cái tấm hình này ra để mà làm một cái bài là cảnh báo anh em luôn nè. Đó, mình thì mình làm trong kênh này để cảnh báo anh em thêm một lần nữa. Đấy, ok. Năng lượng ban đầu thì rất là quan trọng khi mà nâng một con tướng lên phẩm đỏ. Đây nè, đấy, cập nhật cái giao diện là tăng phẩm lên rồi nè anh em. À, anh em chú ý thì phải tướng UR, phẩm UR hoặc SB mới nâng được lên phẩm nha anh em. Rồi, cái giao diện này thì không có vấn đề gì cả, anh em cứ bấm mở khóa thôi. Đơn giản là nó chỉ mở khóa thôi nha anh em. Mỗi lần mở khóa thì chúng ta sẽ tốn 100 mảnh của con tướng tương ứng và cũng như là một cái hồn vũ khí của nó. À, đâu rồi, ghi nè, cũng 100 mảnh nè. Đây, Orochi cũng 100 mảnh nè. Bấm con Kula đi nè, thôi bấm Orochi đi. Orochi 100 mảnh nè, mở ra nè. Rồi, mở khóa hồn nha. Ok. Rồi, khi mà mở khóa hồn xong rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái giao diện này. Chúng ta sẽ đủ đá kỹ. Đó, 2000 cục đá kỹ cũng như là 2000 cái thuốc cường hóa. Thêm một cái hồn vũ khí nữa, hai cuốn sách tương ứng của cái con tướng đó. Đó, thì chúng ta mới là tu hành khóa hồn được. Và từ đó anh em phải bỏ ra tầm mười mấy 20.000 kim cương để chúng ta là cái năng lượng ban đầu này, nó tăng năng lượng ban đầu lên. Đấy, thuộc tính ban đầu gì đây. Orochi cho mà đi, với ca phải chỉ hiện đấu sĩ mở khóa hồn thêm. Ca phải đã ra trận thêm vào vị trí bỏ hồn sẽ tự động rời trận thôi. Anh em muốn thêm ai anh em thêm. Đấy, mày cũng được nè. Đấy, chúng ta có thể tháo được nha nè. Tháo được, đấy. Hamaru nè. Đấy. Rồi, đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Đó, để anh em là né bớt ra. Chứ mà anh em là không có refresh, không có mà kim cương mà anh em nâng lên thì không có kim cương, rất là phí luôn nha anh em. Rồi, chúng ta đang để dành kim cương để xài cái gì đó. Thì hiện giờ thì kim cương là anh em để đuôi boss được cũng được. Rồi, anh em không đủ mười mấy ngàn kim cương, 20.000 kim cương á, thì anh em đừng có nên nâng đỏ lên nha anh em. Ngày mai sẽ cập nhật con tướng Ascension. Đó là cái mình muốn chia sẻ cho anh em nha anh em. Mở cái định mạng đó cay. Ok, ui ngon. Rồi, khoe cho anh em là mình đã đạt được là đấu trường hạng 2 rồi. Mở lại cái trận đánh cũ cho anh em coi nha. Trận đánh mà mình win ấy. Tí hồi nữa mình sẽ nói một cái này cho anh em coi. Đây, trận này trận win đây nè. Có trận thua sắp mặt nhưng mà trận win thì mình sẽ boss lên. Trận thua không boss đâu. Ok, trận này khá hay, mở cho anh em xem. Tại hôm nay cập nhật không biết ông nào có bị hớ hay chưa nữa. Anh em từ từ nha. Đợi mía làm video xong, bất kể cái gì mới á, đợi mía làm video xong xuôi rồi thì mía sẽ cảnh báo anh em hoặc là làm thử cho anh em coi luôn. Đang thua năng lượng ban đầu của cái bạn Bảo Hân này là tới là 0.04 lần anh em, nhưng mà vẫn đánh win bởi vì cái trừ nộ của cái chiến hồn đặc biệt con Carizalith của mình quá là gớm. Ok, một quả ép mắt nè, hai quả ép mắt nè. Thôi ôi, đam cũng đã thật sự nè. Ở bên kia là banh xác hết rồi. Yêu cầu con bên mình đánh trước hay là con Kula của mình nó chơi được siêu thì kỹ, cứ như team bên kia gãy gọng hết á nè. Không tráng được đứa nào, tráng thật sự. Vậy thì khi mà anh em có là tài nguyên rồi thì anh em chịu khó ôn in con Kula giúp mình để cho nó lên rồi là đỏ cộng 1. Đó. Khi nào mà mình cảm thấy là ok nhất và cũng như tài nguyên mình đủ thì mình sẽ là up con Kula của mình lên đỏ cộng 1 và cũng như là tái tạo cái năng lượng ban đầu để cho anh em coi là bao nhiêu kim cương nha anh em. Còn không thì mình sẽ mượn một cái ad nào của một bạn nào đó để mình tăng phẩm lên và cũng như là
để coi coi là năng lượng ban đầu của nó là sẽ tốt bao nhiêu kim cương. Có một cái video trên bên server Trung Quốc á, thì họ đã tốn là mười mấy ngàn kim cương rồi đó, gần 20.000 kim cương rồi đó. Không biết là bên này như thế nào. Nói chung là anh em phải có kim cương. Đó, anh em đừng có chơi ngông chi cuồng. Bấm cái đầu thì không sao, còn bấm vô mà cái úp lên đó thì hơi là thốn xíu. Ok. Này thì giáp ảo với tôi. Giáp ảo với tôi. Đóng băng được con ghi nè. Không đóng băng được con Kula, xém chết. Bên kia con Gunit nó ép mắt đánh đầu quá anh em ơi. Thấy ui ôi nó cao kìa. Úi rồi ôi, may mà con cái hàng sau của mình có hồi sinh nha anh em, không là chết dở. Trời ơi, tụi nó đánh tụi nó như không lại rồi anh em. Kha này mà kéo được con Kula chết là ok. Hai team đang đều nhau rồi đó. Kula cũng chưa chết nữa anh em. Đây, bên kia là gãy con ghi rồi. Ôi, nó càng tàn cào là con chính không anh em. Hơn là con Kula của mình là nó có hóa giải đó. Không là nếu mà cái pha rồi là câm lặng của con Gunit là không biết như thế nào luôn đấy nè. Amakusa của mình bị đóng băng nữa chứ. Ừ, hên quá, Kula bên kia bị đóng băng rồi. Amakusa mình như còn một mạng thì phải. Đấy, mày giỡn mà. Đùa mình nè. Trời ơi, con Kula bên kia còn mạng, vãi đạn cơ. Ê, mắt nè. Một mình con Kula cưng nổi ba đứa này hay không? Ba đứa này bây giờ hết gọi là gì? Hết hồi sinh rồi. May mà nó bị là không đủ nổ anh em, hên quá. Này thì anh em hồi nãy thấy có một tia sét đánh xuống không? Đó là cái khu vực của mình đó anh em, khu vực sấm sét của mình á. Ui rồi ôi. Team này thì một quả ép mắt con Kula rồi, bắn sét rồi. Team kia được cái là dồn ra 6 con chính thôi nè. Hầu như bây giờ dồn 6 con chính hết. Để coi con ngày mai nếu mà được thì mình coi con Assassin. Coi hỏi anh em ở trong server coi họ lấy như thế nào. Buồn buồn lấy cái top 8 và lấy con Assassin 3 sao về chơi anh em nhờ. Chứ mà đợi là mấy tháng sau mới mở hồn hạp chắc chết. Đó, có cái làm video cho anh em coi anh em. Rồi ok. Đó, đó là cái là điều mà mình muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Đó, nói chung là anh em là chịu khó. Chịu khó là đây tặng phẩm của Kula, mất hết 100 mảnh Kula. Cũng như là một cái để mở, một cái đớp là hai. Một cái để mở, một cái đớp là hai, để mình mở lại cái video hồi nãy coi. Khi mà up lên xong rồi á thì chúng ta phải tốn thêm một cái hồn vũ khí nữa thôi nha anh em. Nó y chang như là up cộng 1 thôi. Còn đấy là đỏ cộng 2 đó. Còn mà đỏ cộng 3 thì mình không biết nha anh em. Đỏ cộng 3 không biết. Đấy. Nói chung là đỏ cộng 2 là chỉ tốn thêm một hồn vũ khí nữa. Đấy, cái giao diện đó anh em. Chúng ta chỉ mở một lần thôi. Mở một lần thôi, không mở lần thứ hai anh em. Rồi, đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy video này hay cũng như bổ ích. Đó, và cũng như là thú vị. Hãy cho mình một like, một share, một theo dõi kênh. Để mình có động lực làm ra các video tiếp theo. Ngày mai có Assassin là tính sau nha anh em. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.